cái này cái mút nha, cái này cái to đó, cái này nếu mà cái cụm đế chỗ này là khoảng 28-29, đo nguyên cái đế luôn 30 luôn á, còn những cái thân này là khoảng 24-25 nè. Nó có một cái vít lũa chỗ này nha, mình mới lấy máy làm lũa mình làm lại rồi á, là mình mới uống lại, cái này mới uống, uống được mấy nước rồi mình uống lại. Nói chung nhìn tổng thể thì cây này nó đẹp, dòm nó chắc cây á. Nó có một cái vít lũa chỗ này nha. À đó, mình làm lũa luôn nè. Làm lũa vô cái lỗi của nó cho nó cứng cây lại. Để không nó chim quýt thì nó cũng không có mục, nó cũng giống như nó như thua, nó không bằng gỗ linh sam, gỗ linh sam thì nó chắc hơn. Quýt gỗ nó cũng chắc lắm. Nó lên dần nè, phải không? Giờ nó cũng hay hay lắm. Mình lũa vô cái lỗi đó bắt đầu nó cứng nhắc nè. Cái này nếu mà kỹ ai về làm lũa lại hết cái chỗ này, rồi mua thuốc lũa quét vô là cái lên dần đẹp lắm. Nói chung tổng thể là cái cây này nhìn nó chắc cây. Nó có cái đế đẹp. Chuyện quýt đế vậy là ok rồi. Đế như gốc cổ thụ phải không nè. Chuyện quýt được cái mình nhìn nó giống như một cái gốc cổ thụ vậy. Gốc chuyện quýt nào cũng vậy. Nhìn nó hay hay cái, nếu mà nó lên tàn đầy đủ là y như một cái gốc cổ thụ thu nhỏ vậy. Còn như mấy cây khác thì nhìn nó không được vậy. Giờ gân guốc nó. Ý không? Y như một gốc cổ thụ vậy, y gốc cổ thụ ngoài tự nhiên vậy, bự con y như một gốc bự vậy đó. Mình nhìn mấy cây khác thì mình nhìn không giống lắm. Này mình bán lại hai cây kim quýt, cây này với cây kia là bị rớt nài lại nên mình bán lại, còn cây này là cây mới mình mới làm. Kim quýt giờ làm cực thấy bà luôn. Nãy giờ uống gai đâm muốn chết. Bởi vì kim quýt mà mướn thợ vô là thợ nó chạy hết trơn à. Thợ nó thấy kim quýt mà nó còn sợ đó. Làm cây kim quýt nó cực gai dữ lắm. Mà muốn không người gai đâm á thì phải ngồi cắt gai nè. Cắt mấy cái gai này hết. Cắt cả buổi trời. Lặt lá cắt gai là hết. Mất quãng thời gian rồi. Bởi vì mướn thợ mà uống cái cây là có nước mạt luôn. Không đủ tiền trả cái cây nữa, bán cái cây xong rồi trả tiền cho thợ hết trơn, không còn lời đồng xu các bạc luôn. Mà vậy nếu mà mấy cây kim quýt mướn thợ là nó bán mắc lắm, bán giá sẽ cao.